Chào mừng các bạn đến với Tổ quốc trên hết. Các bạn thân mến, hiện nay kẻ thù của chế độ của đất nước đang đẩy mạnh thực hiện diễn biến hòa bình trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Một trong những âm mưu đó là chuyên truyền cho việc lật sử, xuyên tạc, viết lại lịch sử, hạ bệ thần tượng, giật đổ tượng đài của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đây là âm mưu vô cùng thâm độc nhằm gây hoang mang trong dư luận, lung lạc niềm tin của quần chúng nhân dân. Tổ quốc trên hết giới thiệu đến các bạn bài viết của Trúc Linh. Chiến dịch Mậu Thân 1968 là đòn chí mạng giáng vào lòng tin của người Mỹ. Thời gian gần đây, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá Việt Nam, đặc biệt trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Chúng dùng mọi chiêu trò từ việc xúc phạm, xuyên tạc, hạ bệ lãnh tụ Hồ Chí Minh, các anh hùng dân tộc đến việc xét lại lịch sử qua các sự kiện, điển hình là chiến dịch Mậu Thân 1968. Chúng cho rằng đó là cuộc thảm sát đẫm máu, để mỗi khi Tết đến xuân về, chúng lại cố tình khoét sâu nỗi đau của thân nhân các anh hùng liệt sĩ và đổ lỗi cho lãnh đạo đảng, quân ủy trung ương lúc bấy giờ. Để hiểu hơn âm mưu của chúng khi cố tình xuyên tạc sự kiện này, chúng ta cùng nhau nhìn lại bối cảnh ra đời và chiến thắng của chiến dịch Mậu Thân 1968. Do Mỹ từ chối thực thi với luận điệu Hiệp định Genève 1954 đưa quân vào Việt Nam phá hoại, không cho hai miền Nam Bắc thực hiện cuộc tổng tuyển cử thành lập chính phủ liên hiệp thống nhất đất nước. Chính vì Mỹ không chịu ngồi vào bàn đàm phán nên chúng ta phải đánh để chúng phải chấp thuận. Như Bác Hồ nói, dù có phải đốt cháy cái dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được độc lập tự do. Sau thất bại của chiến lược chiến tranh cục bộ 1960-1964, Mỹ muốn tìm kiếm một giải pháp cho cuộc chiến tại Việt Nam. Trong chiến dịch tái tranh cử, Tổng thống Mỹ Johnson tuyên bố Việt Cộng không còn đủ sức đánh lớn được nữa, Mỹ sẽ rút quân để hai miền chiến đấu với nhau. Xuất phát từ những lý do nêu trên, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định cho trận đánh lớn, chọn hướng tiến công đánh vào 54 thành phố, thị xã trên toàn miền Nam để đánh bại và đánh nhục ý chí của Mỹ, làm cho nước Mỹ rung động. Sau xuân Mậu Thân 1968, lực lượng của ta có những trận đánh tiếp theo để thực hiện được ý định buộc Mỹ phải công nhận độc lập chủ quyền của Việt Nam. Và năm 1973, Mỹ đã phải ký Hiệp định Paris. Theo Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chính Hiệp định này tạo điều kiện để chúng ta từng bước đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Nếu không có Hiệp định Paris, thì cuộc chiến còn kéo dài và không biết bao giờ thành công. Cũng trong chiến dịch Mậu Thân 1968 đã làm cho Mỹ không kịp trở tay, tạo sự hoang mang trong nội chính nước Mỹ. Quốc hội Mỹ đã tuyên bố Johnson nói dối, người Mỹ không còn tin vào Tổng thống và cho rằng mọi chi phí của nước Mỹ dành cho chiến tranh đã trở nên vô nghĩa và từ đây họ đã phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của chính phủ Mỹ đã gây ra cho Việt Nam. Do có cách đánh táo bạo bất ngờ nên chiến dịch Mậu Thân 1968 đã giành thắng lợi lớn, làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ, làm lung lay ý chí xâm lược buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, mở đầu quá trình xuống dốc về chiến lược của đế quốc Mỹ. Chiến dịch Mậu Thân thắng lợi đã tạo bước ngoặt lịch sử và đẩy nhanh quá trình kết thúc sự xâm lược của Mỹ tại Việt Nam. Trong sự kiện này, quân ta đã bị hy sinh nhiều, nhưng chiến tranh là thế, để giành lại độc lập tự do sẽ khó tránh khỏi những mất mát, đau thương. Thế nên, thế hệ chúng ta hôm nay càng hiểu hơn và trân trọng giá trị của hòa bình. Có thể nói, trong chiến tranh chống Mỹ nói chung, chiến dịch Mậu Thân 1968 nói riêng, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và Đại tướng Văn Tiến Dũng có vai trò chủ yếu, nhưng công của Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất lớn vì ông là Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, người trực tiếp điều binh khiển tướng ở tầm cao nhất trong chiến dịch quân sự. Để phản bác lại những luận điệu suy tạc của các thế lực thù địch về chiến dịch Mậu Thân 1968, xin được trích nguyên lời của nữ đạo diễn Lê Phong Lan, người đã bỏ công sức suốt 10 năm để cho ra mắt bộ phim tài liệu 12 tập về Mậu Thân 1968, để thay cho lời kết. Tôi đã gặp những nhà báo Mỹ, những người lính bên kia chiến tuyến, họ đã nói, tất cả những thông tin về vụ thảm sát năm 1968 tại Huế chỉ là sự vu cáo của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đổ lên đầu quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Để khỏa lấp cho sự thất bại nặng nề,
phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã phát động những tin đồn nhảm gây nhiễu loạn như một cuộc chiến tranh tâm lý, và nó đã kéo dài trong một thời gian. Nhưng sự thật là sự thật, chiến dịch Mậu Thân trải qua thời gian càng khẳng định là bản anh hùng ca vĩ đại của quân dân Việt Nam.